bạn ha. Đây là ghe Tùng Quảng nè ha, đây của huyện Tùng Quảng nè, huyện Gò Bao. Đây đây là ghe dùng ghe Tùng Quảng cầm quân rồi bay đó, ghe đó đó đang tập các bạn ha. Đây cũng cây cối không quay cũng không được rõ ha, nó phù mông mà la nữa hả? À, đang đang là phù mô đá là qua qua ra buồn tất cả cái cụ ní dân idol phát sự cái cụ cái ní cũng mò liền đấy mò thì mùa mưa tuần ngô hôm ngày sáng là biệt dùng riêng Kiên Giang đi thì chụp nọt tu qua ra Sóc Trăng mới à, lộ ra con phố đi phép lộ mấy ông mạnh dòng na nấu cũ của nữ cũ mấy ông ra từ bông dòng mấy la nữa cũ đấy à ta nội đây ghe dùng tiền sư nói bơi bơi dòng này thì đổ dần câu mới ha đoạn đi đây đây đi ghe của dùng riêng Kiên Giang hả hai cần câu mới hai trường câu mới hồi nãy quay quay nó đá ra luôn trời quay quay nãy nó đá ra luôn nó đá ra ngang luôn nó tắt luôn đây là thầy thằng cầu quan đây có Vinh Vương Vinh Tùng à, chưa thấy Vinh Vũ anh ở hình như nghe Vinh Vũ đang lại rồi đó mới lại tới mà không biết đâu rồi nãy sư nói hỏi sư chùa Quần Tức lại nãy nói anh Vinh Vũ lại tới rồi đó có ghe nào đang tập lại á à, hình như là giống như điều muộn quá không biết phải không à, đó Tùng Quảng Tùng Quảng đây chiếc Tùng Quảng đang tập lại em ba chữ này đúng rồi tôm em cuột cú phát giang phát Tùng Quảng đây ghe Tùng Quảng nha đây ghe đó là của Tùng Quảng Tùng Riêng rồi mình chào cô chú chị bạn đã đến kênh của mình bữa nay mình tiếp tục mình qua chùa ở mình qua huyện Dòng Riêng Kiên Giang review ha review qua ngày tập chiếc ghe ngo tập giờ ngày tập giờ khác ngày mai sẽ thi đấu em hiện tại tôi đang đứng tại huyện Dòng Riêng Kiên Giang đây cũng anh em cũng chuẩn bị xuống để tập giờ ha để ngày mai chuẩn bị thi đấu tại ngày mai tại sông này luôn các bạn ha. Đây là chiếc ghe ngo của Sóc Trăng mới đây 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 nè đó thân đó đúng rồi đây là ghe của Sóc Trăng mới nha các bạn ha. Em mới đang buộc cần câu đây. Câu gì các bạn á, hai chai chừng câu gì ngày mai mới thi đấu á, bữa nay tập vợt rồi ngày mai mới thi đấu cũng rất đông quần viên ở đây là ghe ngon à Sóc Trăng mới đấy ông ngoại bà đau được tiếc ma khi bà đau tiếc ma hai là dân vật nổi tiếng không hả à? Tụm đó đi hả à? Đây là ghe ngon Sóc Trăng mới của Dùng Riêng Kiên Giang ha đó.
Dạ. Đó. Đó cụ món hả cà nã? Cà nã phần trăm. Đó. Cụ món nào đội? Cụ món hả đội? À Đạt nó lui mau luôn nè. À Đạt lui mau luôn nè. Nó mò luôn. Đây ngò xúc gan mới đang buộc cần câu chuẩn bị tập vợt ha, chuẩn bị thử tốc độ ghe ha. Đây toàn là cao thủ không? À, toàn là cao thủ không? Sông này lớn ha. Đập giá thay dần câu rồi. Ông thuốc ná đã. Dạ. Ông thuốc nào này ông thuốc ná? Ông thuốc nhũ mà. À, cái nhũ. Cũng sắp lớn rồi đây. À. Thử một vòng ná nấu. Nấu tỏ nè. Tỏ nè. À, tỏ. Đây à cục cần câu. Ai da, kèm nghe dữ vậy. Rồi 87 đại đế luôn. Đây thay dần câu các bạn. Đây có Vinh Vương. Có Quỳnh Diên Phi, Danh Tùng. À. Đây còn là Kim Sao ghe ngon không? Đây là ghe xúc ven mới. À. Mạnh không ha? Đây là thay chân câu. Kiên Giang ngày mai sẽ thi đấu vào 7:30 tại dòng sông Dùng Riêng. Đây xã gì? Thành Hưng. Đây là sông Thành Hưng á. Đây này người rất là nhiều, người dân rất là nhiều á. Người dân rất là nhiều. Cụ máu cả mong mạnh đấy cụ. Cả đã mong buồn lạ. Cả đã mong buồn lạ. Cả đã mong mong buồn. Mong buồn. Cả đã mong cả mong buồn. Tập đó tập đó. Rồi, cho hút bài em đặng lâu đó xuống kia. Đặng lâu. Đây. Hai dần câu mới, tiến ngươi. Đây là thử độ hết chắc một vòng rồi ha. Còn hai vòng rồi đổi dần câu rồi đó. À, đây có Danh Vương. Hả? À, Danh Vương, Danh Tùng. À, đây. Đây là ghe xúc quen mới. Đây
đây chắc thử tốc độ rồi. Thằng Năm khuyến thắng. Đây là ghe xuất bán mới bạn ha. Đây chị mới thấy ghe này à, buộc bằng câu thử tốc độ đây. Ngay đó vẹt ta. Ngay đó. Phải ta. Cũng mời quay cho họ. Bay lán đó bay lán tiếng này chắc 11, 12 phút chắc mình úp cái cho người ta theo dõi được rồi đó. Chiều chiều mình ghé ra nhiều chiều cách cửa có 3 bóng giữa á, 3 bóng giữa ghé ra nhiều, mình đi kiếm nhà chồng ngủ quá đi. Đây là ghe xúc mang mới nha, ta thay dành cầu ha. Ê anh Ba, Bảo Vương, Bảo Vương, Vương ơi. Ăn cơm ở đâu? Chùa hả? Ăn cơm chùa gì? Đó trước mặt các bác chị đó là nghệ nhân Danh Tùng cũng là nghệ nhân Vương nha. Danh Vương ngồi có cốc kìa. Rồi, chưa ăn cơm hỏi anh ăn ở đâu? Đây có Vinh Vương, Vinh Tùng nhưng mà chưa thấy Vinh Vũ. Chưa thấy Vinh Vũ. À, đây là hai quận chiều còn khoảng 3 4 giờ mới ghe ra nhiều. Chút giống như tiếng nói mình đi đặt cái chồng ngủ cho ngồi đi, rồi chiều khoảng 3 giờ thì mình chạy xe ra mình quay, mình quay một clip nữa thôi. Bữa nay mình quay hai clip thôi. Bữa nay chỉ là mình thông tin cho cô chú bạn xem cái ghe ngo thử tốc độ là bây giờ ghe đang buộc cần câu chưa thử ha. Rồi đầu giờ chiều khoảng 3 4 giờ thì mình sẽ review tiếp. Ở đây cũng có trên dòng sông xã Thành Hưng. Sông này sông Thành Hưng. Sông Thành Hưng. Thân thì dòng tiền. Sao tay luôn vậy? Điên rồi. Ô, hai máy nó nặng á. Không. Chưa có. Ê, người đi vô giờ. Nhận. Đây dừng câu ha. À, đây có Vinh Vương, Vinh Tùng. Mà không chưa thấy Vinh Vũ. Đây là có hai anh em mà còn một người nữa ha. À, chắc chưa đang trên đường lại. Tại anh kia kẹt đóng ghe nhiều quá chắc đang trên đường lại đó là Vinh Dũng.
Vinh Vương thì đội ghe của Cà Nhung, Vinh Tùng thì xuất quen mới. Đây đang cần câu. Bữa nay các anh em cũng rất là đông luôn ha anh Thành ha. Bữa nay chưa bơi cũng anh em đông, chắc chiều cũng 1-2 chiều chắc 2-3 giờ, chắc 3-4 giờ mới ra thợ cứu độ. Quay dạo không liếc thôi, quay dạo không liếc cho sói thôi. Thì quay dạo cho bà con cô bé ta biết thôi. Tiến trực tiếp luôn á em. Có đâu. Bây giờ. Thôi trực tiếp chừng nào thấy mà ổn ổn mà trực, còn trực thì không có tiền đâu mà tin đi, tin anh đi, không có đâu. Trực vui đi được, trực kéo kéo khán giả. Thì ok. Sao anh em mình dân xuất chân mình qua chưa thấy YouTube chuyên gian ta? Để giao lưu ta. Nãy giờ chưa thấy luôn nha. Chưa thấy luôn ừ. Thấy là mình biết liền vậy, cầm máy giống mình là mình biết rồi. Ví dụ vậy đó. Đây sóc quen mới buộc cần câu, hai dòng câu mới trong bài buộc nữa mà hai dòng câu mới. Hồi nãy là ghe này mình lợi trễ quá, thử được hai dòng ha, thử hai dòng rồi thử ra.